mãi quê mình trăm mến ngàn thương. Bao đời còn đây là thạch trần, sông trà trong xanh, xa huỳnh vui trắng. Cổ lũy cô thôn thấp thoáng sương mờ. Những buổi chiều về đồng khế Ba Gia, tôi nhớ con đò lòng đầu ý thủy, mùa đức lúa vàng làng quê Sơn Mỹ. Từ Nghĩa Bình sơn rừng mía ngọt ngào, tuổi thơ tôi có bao tiếng mẹ ru, mẹ hát câu hò tình tang ba lý. Vòng bên tam thương anh trong chi kỷ, thiên bút vờn mây vương vấn tình ơi. Thiên ăn niêm hà sông trà còn đây, tình yêu trong tôi như dòng nước đầy. Hai tiếng thiêng liêng quê mình Quảng Ngãi, sao xuyên lòng tôi thương nhớ trọn. Xin chào nhạc sĩ Đình Thẩm và cảm ơn anh đã nhận lời tham gia cùng chương trình. Đầu tiên chương trình xin kính chúc anh sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Thưa nhạc sĩ, ca khúc Quảng Ngãi trong tôi được rất nhiều khán thính giả Quảng Ngãi yêu thích. Xin nhạc sĩ có thể cho biết là cơ duyên nào mà mình sáng tác ca khúc này được không ạ? Vâng, thì cũng nhân một cái sự kiện tách cái tỉnh Nghĩa Bình giữa Quảng Ngãi và Bình Định thành hai đơn vị hành chính vào những năm cuối năm 88 đầu năm 89. Thì cũng cái cơ duyên như vậy thì là tôi là một cái người quê của Quảng Ngãi. Thì nói chung là bấy lâu nay thì là giữa hai tỉnh mà nhập với nhau lại thì cái điều kiện làm việc rồi cái điều kiện mà tiếp xúc với cơ quan tỉnh là nó cũng nhiều cái khó khăn. Cho nên là cũng có đây là có mong ước và cái nguyện vọng của toàn thể nhân dân của tỉnh Quảng Ngãi mà trong đó có tôi. Thì nhân cái cơ hội đó thì tôi đã viết cái bài hát Quảng Ngãi trong tôi để là nói về cái quê hương của mình, ca ngợi về những cái cảnh đẹp của quê hương của mình, cái tình người, cái tình yêu của những cái người con xa quê, rồi những người con ở quê hương luôn luôn yêu gắn bó với cái mảnh đất quê hương Quảng Ngãi của mình. Tôi viết bài hát của mình. Thưa anh, hầu hết những sáng tác của anh đều rất là ngọt ngào, da diết, thấm đẫm tình người, tình quê. Như vậy anh có thể chia sẻ cho chương trình biết là phong cách sáng tác của mình như thế nào được không ạ? Thường những cái bài hát về quê hương thì tôi hay áp dụng những cái làn điệu dân ca. Bởi vì ngày xưa nghe mẹ ru, rồi lớn lên rồi nghe cô giáo dạy hát, vân vân. Thì những cái làn điệu dân ca đó nó cứ nó ấp ủ, nó ăn sâu vào trong trái tim của mình, trong tâm hồn của mình. Và khi thành nhạc sĩ rồi thì tôi có nguyện ước là những cái bài hát về quê hương luôn luôn phải gắn liền với những câu dân ca. Thì trong cái bài Quảng Ngãi trong tôi của tôi thì cũng gắn với nhiều cái câu dân ca của quê mẹ, như cái điệu hò ba lý Thăng Tình Mà Nghe, hoặc là những câu về, những câu lô tô của đất Quảng mình, của quê Quảng Ngãi mình. Thì nó đều có một chút mang máng những cái làn điệu dân ca đó, nó thấm vào trong cái bài hát Quảng Ngãi trong tôi của tôi. Qua chia sẻ của anh Nghịch thì có thể nói là cái tình cảm của mình rất là đậm sâu với quê hương. Như vậy thì qua cái thời gian mà mình sinh sống và mình công tác tại thành phố Đà Nẵng thì cái tình cảm của anh với quê hương Quảng Ngãi hiện nay như thế nào ạ? Vâng. Anh có những cái dự định mình có thể sáng tác những cái của Quảng Ngãi không? Thì nói chung á là nghe cái câu thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân: quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ thì sẽ không lớn nổi thành người. Đó là lời của Đỗ Trung Quân. Nhưng thực tế bản thân của mỗi người dân xa quê, chúng tôi đều đau đáu và nhớ quê hương của mình. Là nơi đó là nơi của tuổi thơ, nơi đó là của bố mẹ mình, của những bà con thân thiết của mình, anh em bạn bè cùng chung sống tuổi thơ. Cho nên luôn luôn những cái ngày xa quê, mặc dù là làm việc, những cái khi bận rộn thì không nói chi, nhưng khi mà thảnh thơi thì mình luôn luôn nhớ về quê hương của mình. Và tôi không phải dự định nữa, nhưng mà luôn luôn trăn trở và viết những cái bài hát về quê hương. Riêng tới bây giờ thì tôi đã viết cũng được khoảng gần 10 tác phẩm, 10 ca khúc viết về quê hương rồi. Nhưng mà sắp tới thì cũng sẽ viết về những bài hát về quê hương. Ví dụ mới đây thì tôi đã viết bài Đêm Xa Làng. Thì tôi không nói rõ cụ thể là cái làng nào, quê nào, nhưng thực tế đó là cái làng của tôi, nơi mà tôi đã sinh ra và tôi đã lớn lên. Thì là tôi viết cái Đêm Xa Làng, thì cũng đó là một bài hát viết về quê hương. Nghe cái tựa đề Đêm Xa Làng hẳn là nó chất chứa tâm sự của một người con mà xa quê hương. Như vậy thì anh có thể hát một đoạn. Vâng, ví dụ một cái đêm xa làng nó buồn lắm. Đêm xa làng đông đầy nước mắt, đêm xa làng lòng đau như cắt. Nhớ mẹ tôi, nhớ cha tôi khuya sớm trên đồng. Thương cánh diều chiều về nó gió, nhớ đàn trâu, nhớ tiếng chim dòng dọc hót tháng trời. Tôi thương làng từ ngày xa ấy, luôn mong về lại bên sông quê. Con đường làng đồng lúa bờ tre, mãi khắc sâu ký ức cuộc đời. Đó là bài Đêm Xa Làng. Ca khúc thì mình ngăn lên là nghe xúc động cái hồn. Vâng. Xin cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ. Và lời cuối, chúng tôi mong nhạc sĩ sẽ gửi một lời chúc gì đó đến với khán thính giả của chương trình ạ. Xin chúc tất cả mọi người đầu tiên là sức khỏe. Hễ mạnh khỏe là có sức khỏe là có tất cả. Và mong tất cả mọi người đều mạnh khỏe và hạnh phúc.